Xin chào các bạn, hôm nay thì ẩm thực miền quê xin chia sẻ với các bạn bốn nhóm người sau đây thì hạn chế ăn ốc luộc các bạn nhé. Các bạn biết rằng ốc luộc thì là một trong những món ăn rất là phổ biến và ngon tốt, nhưng mà không phải ai cũng có thể ăn ốc luộc được các bạn nhé. Và đây là ốc mình vừa mới luộc xong ạ, mình xin chia sẻ với các bạn. Ốc luộc thì chúng ta ăn đến đâu múc ra đến đấy nhé, để cho ốc nó giữ được độ nóng như này các bạn ạ. Rất là thơm. Ốc luộc các bạn có thể chấm với nước mắm gừng nhé, để đảm bảo khi chúng ta ăn không bị cái tình trạng lạnh bụng ạ. Ốc luộc là món ăn vặt yêu thích của nhiều người, nhưng những người này thì không nên ăn ốc luộc các bạn nhé. Trong ốc có chứa rất là nhiều vitamin như vitamin B2, vitamin PP, vitamin A và các khoáng chất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, ốc còn được chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn được món này ạ. Lợi ích của ốc đối với sức khỏe thì rất là nhiều, với lợi ích mà mình mời các bạn tìm hiểu với mình nhé. Ốc được chế biến thành nhiều món ăn ngon bổ dưỡng, nhưng nếu ăn ốc nhiều ấy, sẽ tiềm ẩn những mối nguy cơ nếu không được chế biến đúng cách. Trong thành phần của ốc có chứa nhiều loại vitamin như vitamin B2, vitamin PP, vitamin A và khoáng chất. Đặc biệt, ốc chứa nhiều đạm và canxi, là nguồn cung cấp chất đạm và canxi tốt, rất là tốt ạ. Theo Đông y, ốc là thực phẩm có tác dụng tiêu viêm, thanh nhiệt, lợi tiểu. Đây là món ăn bổ dưỡng, là loại mà lại cần mang lại rất là nhiều nhé. Phòng trị được nhiều bệnh như là chảy máu cam, táo bón, trĩ, đấy là những cái tình trạng bị nóng trong đấy ạ. Tuy nhiên, ăn ốc bổ dưỡng này không phải ai cũng có thể ăn được món này nhé. Thứ nhất là những người không nên ăn ốc luộc, là người đang bị ho, hen suyễn. Khi ăn ốc hay là hải sản như ốc sẽ khiến tình trạng bệnh này trở nên nặng hơn. Do đó, để tránh tình trạng nặng thêm thì nên tránh ăn hải sản để bảo vệ cơ thể khỏi được cơ thể tốt nhất nhé, khi bị ho hay hen suyễn nhanh khỏi ạ. Thứ hai là người bị dị ứng. Đối với những người hay bị dị ứng, nếu muốn ăn ốc thì nên hỏi ý kiến của bác sĩ trong việc dùng loại thực phẩm này, hoặc sử dụng một lượng nhỏ để quan sát xem là liệu cơ thể mình có chịu được không nhé. Nếu thấy ăn sau vài phút hoặc vài giờ xuất hiện các tình trạng như là mề đay, ngứa, nôn thì ngừng ăn ốc ngay nhé, để hoặc là và đi đến bệnh viện để kiểm tra để điều trị tốt nhất ạ. Thứ ba là người mắc bệnh thận, huyết áp cao các bạn nhé. Trong ốc có chứa nhiều natri, khi hàm lượng natri cao sẽ khiến tình trạng bệnh như đái tháo đường, bệnh thận hay huyết áp cao nặng thêm. Vì vậy, người bệnh nên hạn chế ăn ốc hay cua nhé. Thứ tư là người bị bệnh gút, viêm khớp. Ốc là các nguồn cung cấp nhiều chất đạm và canxi nhé. Một chế độ ăn uống nhiều đạm sẽ làm sản sinh ra axit uric, gây ra các cơn đau khớp dữ dội ạ. Khi tình trạng này kéo dài có thể làm tích tụ và lắng đọng các tinh thể muối urat ở ổ khớp nhé, gây ra nhức buốt cho người bệnh ạ. Do đó, với những người bệnh gút nên hạn chế ăn ốc để đạt được cái tình trạng tốt nhất các bạn nhé. Trên đây là mình đã chia sẻ với các bạn những người không nên ăn ốc. Nếu bạn thuộc những nhóm người trên thì hãy tránh xa ốc ra để tốt cho sức khỏe nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức món ốc luộc với mình ạ. Ốc thì chúng ta nên ăn ốc lúc còn nóng các bạn nhé. Thì nó sẽ dễ ăn hơn là chúng ta để nguội ấy, thì ăn sẽ là không ngon một chút nào nhé. Và chấm với nước mắm chấm này. Rất là ngon ạ.
khỏe ngon, không có mùi lạ thì tránh tình trạng bị ốc chết các bạn nhé. Mình rửa thật sạch, sau đó thì mình sẽ đem đi luộc hấp, hoặc là để chúng ta nấu thường thì chúng ta sẽ luộc lên các bạn nhé. Để luộc ốc thì các bạn chuẩn bị cho mình ớt, lá chanh, gừng, xả nhé. Đây ạ, xả mình cắt ở vườn rồi. Cái phần lá xả này thì chúng ta có thể dùng để cái đầu nhé. Các bạn đem rửa cho mình sạch đi nhé. Ốc các bạn rửa sạch và mình sạch rồi nhé. Nhớ là phải ngâm qua nước vo gạo hoặc nước muối hoặc nước cam ớt để chúng ta làm sạch ạ. Bây giờ mình sẽ cho vào đây xả, các bạn sẽ thái cho mình ra. Để cho nó thơm nhé. Lá chanh các bạn cũng cho mình. Gừng các bạn có gừng lá mình có thể cho gừng lá nhé. Ớt cho vừa cay cho. Các bạn cho mình ít muối nhé. Ốc nó sẽ ra nước và chúng ta không cần phải cho nước cũng được, hoặc các bạn cho một ít và mình nhỏ lửa thôi. Nước chấm ốc thì các bạn sẽ cho gừng, lá chanh, ớt, chanh nhé. Các bạn cho mình mắm, đường, quất hoặc chanh nữa các bạn nhé. Đấy là xong cái phần nước mắm ớt. Khi cái phần ốc sôi các bạn sẽ mở ra cho mình nhé. Mình đảo ra để cho cái nước vỏ nó sắp ra. Các bạn nhớ đun ốc thử 4-5 phút để cho các vi sinh vật trong ốc ấy, nhiều loại vi khuẩn nhé, nó sẽ bị chết nhé, để đảm bảo. Ốc mình ăn đến đâu thì mình sẽ lấy ra đến đấy, còn lại thì đậy vung lại để cho ốc nó nóng các bạn nhé.